Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Gali TV. Thì trong video ngày hôm nay như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề đó, thì Gà lại có một cái Shopee haul rất là nhiều đồ xanh muốn gửi tới mọi người. Thì đây là một cái haul mà Gà rất chi là tự hào luôn, bởi vì những cái món mà Gà lựa trong video ngày hôm nay á là những cái món mà Gà cảm thấy là rất là đẹp. Bình thường khi mà Gà làm Shopee haul thì Gà hay lựa những cái shop mà nó bán đồ rẻ một xíu, sinh viên một xíu. Thường thường Gà còn hay làm mấy cái thử thách mà ví dụ như là mua hoodie hay là mua crop top dưới 50.000, dưới 100.000. Nên khi mà mình nhận đồ á thì nó cũng rất là hên xui, tại vì đồ rẻ mà thường thường người ta hay có cái câu tiền nào của nấy đó mọi người. Có cái thì khá là ok với giá tiền, tuy nhiên cũng có những cái thì nó hơi đó, kiểu vậy một xíu. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay thì Gà toàn lựa những cái món mà Gà thích thôi, và Gà cũng trả một cái mức giá khá là gọi là ổn cho những cái món đồ này. Có nghĩa là mỗi món đồ thì Gà sẽ bỏ ra từ tầm 150 cho tới là hơn 300.000 một xíu để Gà mua. Thì Gà cảm thấy là sau khi mà nhận đồ thì đúng là cái câu tiền nào của nấy đúng thiệt mọi người ạ. Thì tất cả những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay Gà chuẩn bị nói tới á thì đều là mua trên Shopee quốc tế. Tức là khi mà các bạn đặt hàng, các bạn sẽ phải chờ tầm đâu là tầm 10 ngày á, thì cái thời gian nó hơi gọi là bất tiện một xí so với việc mà mình mua đồ Shopee Việt Nam. So với giá tiền nha thì Gà vẫn thấy là đồ rất là rẻ luôn, nó rẻ hơn nhiều so với việc mình tự order Taobao luôn á. Và đồng thời á là Gà thấy là chất lượng của nó cũng rất là tốt, mẫu mã thì đẹp và đa dạng nữa. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng đến với món đồ đầu tiên luôn nha. Đây, món đồ đầu tiên như các bạn có thể thấy thì cũng chính là cái chiếc áo mà Gà đang mặc trên người luôn. Thì cái sản phẩm này nó tên là áo 2 dây phối ren thời trang quyến rũ cho nữ. Áo này á, bình thường nó sẽ có giá là 280.000, tuy nhiên là lúc mà Gà mua thì nó được khuyến mãi, hình như được giảm giá xuống chỉ còn có 190.000 thôi. Và đây như các bạn có thể thấy thì nó là một chiếc áo ren kiểu corset màu trắng, và mặc vào thì nhìn rất là xinh đúng không? Tuy nhiên là hiện tại thì Gà thấy là ở trên cái chỗ mà Gà mua thì họ đã hết hàng cái áo này rồi, nên Gà sẽ tìm một cái shop khác mà nó cũng bán một chiếc áo tương tự để Gà recommend cho mọi người nha. Về chất liệu á, thì mọi người có thể thấy thì đây là một cái chất liệu ren mà nó rất là ok luôn. Nói chung là không có phàn nàn gì về chất liệu ren hết. Cái form cũng rất là đẹp, cái form đúng kiểu form corset đồ này nọ đó. Đúng không? Mặc dù thì cảm giác là nhìn rất là sexy và nhìn cũng rất là sang nữa. Tuy nhiên là Gà có một cái vấn đề với cái áo này là nó hơi rộng so với Gà. Đây các bạn có thể thấy là nhìn nó khá là rộng ấy. Hiện tại thì Gà cũng chỉ có 42kg thôi, nên Gà nghĩ là cái áo này ví dụ như là bạn nào mà 45kg trở lên thì mặc sẽ đẹp hơn Gà. Ví dụ như Gà mặc này thì các bạn có thể thấy là nhìn là nó biết là nó hơi rộng một xíu luôn. Và nếu mà cái áo này Gà muốn mặc đẹp hơn thì Gà nghĩ là về Gà sẽ phải bóp thu cái khúc này lại một xíu. Tuy nhiên là về chất liệu các bạn có thể thấy là từ ren cho tới mọi thứ đây. Xoay đằng sau cho các bạn xem nè, cái lớp ren đằng sau cũng rất là xinh luôn. Nói chung mà nhìn nó y chang trên hình luôn, mọi người có thấy là nó còn xinh hơn. Nên là các bạn hiện tại Gà cũng rất là thích cái áo này. Tuy nhiên là đó, có cái vấn đề là Gà sẽ phải bóp nó lại thôi. Còn lại là về mẫu mã cũng như là về cái chất lượng ren thì Gà đều rất là ưng. Rồi cái món thứ hai mà Gà có ở đây á, thì tên là quần denim lưng cao phong cách thời trang tinh tế cho phái nữ, và giá Gà mua là 367.000. Căn bản thì cái quần này á, lúc mà giá bình thường của nó là 540.000, tuy nhiên là bây giờ nó sale chỉ còn 367.000 thôi, thì Gà thấy nó rất là hợp lý luôn. Sẽ moi cho các bạn xem nha. Đây thì đây chính nó chính là chiếc quần này đây các bạn. Thì đây là một cái quần jean, đây như các bạn có thể thấy là nó màu xanh, tuy nhiên là nó có những cái hiệu ấn, mà ví dụ như là hiệu ấn loang mà kiểu đám mây này nè. Tại sao Gà lại biết tới cái quần này, đó là bởi vì Gà có follow một cái bạn tên là Tím ở trên Instagram. Thì nếu mà bạn nào hình như là Gà thấy Tím rất là nổi, nên là Gà nghĩ là ai trên Instagram thì cũng biết Tím thôi. Và có một lần thì Gà đã thấy bạn này mặc chiếc quần này rất là xinh đây, nên Gà đã kiểu đi lùng sục và tìm link để mua cho bằng được đó các bạn. Nên là đây, cuối cùng thì Gà đã thành công. Và cái quần này xinh lắm các bạn ơi. Tới cái lúc mà Gà quay cái video này nè thì Gà đã mặc chiếc quần này một lần rồi, và Gà có chụp hình rồi. Gà sẽ để ảnh Gà mặc chiếc quần này xung quanh đây cho mọi người xem. Thật sự rất là xinh. Và đặc biệt là cái chất jean của nó không phải là một chất jean cứng, mà là một kiểu jean mà kiểu jean vải ép á, nó kiểu mềm mềm, jean mềm thôi. Nhưng mà cảm giác mặc rất là sướng các bạn. Mặc lên là nó vừa cái eo của Gà luôn. Lâu lắm rồi Gà mới có thể tìm được chiếc quần jean mà mặc lên mà nó vừa được cái eo của Gà. Tức là Gà không phải đi bóp, không phải đi chỉnh, không phải đi sửa gì hết đó. Nên là Gà cảm thấy rất là thích luôn á. Đẹp kinh khủng các bạn. Đây các bạn có thể thấy phần lưng nè, phần lưng rất là cao nha. Phần lưng lúc Gà mặc lên là nó qua rốn luôn, nó che ở ngay cái khúc eo này của Gà luôn nè. Nên là Gà thấy là mặc lên thì nó che được cái bụng mỡ, phần gọi là phần mỡ bụng dưới của Gà, nên Gà rất là thích, rất là vui về cái chuyện này. Và nó cũng kiểu cũng rộng ấy, tức là nó không có bị bó quá, nó không có tight quá, nó không có làm mình bị lộ mỡ phần nào hết trơn á. Đây cái phần mông của nó cũng rất là đẹp. Đây,
nó có hai cái túi ở phần mông như thế này, và nhìn may hoàn toàn không có bị lỗ gì hết các bạn, kiểu hai bên rất là cưng sấn luôn ấy. Gà nghĩ là cái quần này nếu mà gà mua sẵn thì gà cũng phải mua với giá là tầm 600.000 luôn ấy. Tuy nhiên là lúc mở rồi trên Shopee chỉ có tầm đâu 360 hả, thì gà thấy là giá này rất là ok. Đây mọi người thấy không, rất là xinh đó, xinh cực kỳ luôn. Trời ơi, nhìn cái màu này các bạn, cái màu rất là lạ nha, cái màu mà phối chung với lại mấy cái áo trắng mà kiểu như vậy nè là xinh cực kỳ luôn á. Đó, kiểu như này là xinh cực luôn á mọi người. Rồi, cái món tiếp theo mà gà mua được ở, cũng ở cái shop này luôn, tên là quần trơn lưng cao thời trang xinh xắn cho nữ. Tên của nó dài quá mọi người, thì giá của nó cũng là 340, tuy nhiên lúc mà mua thì được sale là 367.000. Thì chiếc quần này đây, như các bạn có thể thấy thì nó giống như ở trong hình thôi, thì đây là cái quần kiểu jogger màu trắng. Đây, mọi người thấy không ta? Đó, nó là cái quần jogger màu trắng, rất là basic thôi. Và cái lưng của nó gà rất là thích, tại vì cái lưng của nó là cái kiểu lưng quần tây á các bạn. Đây các bạn có thấy không, kiểu nó là lưng quần tây như thế này, và đằng sau của nó là bo chung. Thường thường jogger á gà rất là thấy bình thường nó sẽ hay làm cái kiểu là từ trước đến sau á thì nó đều là làm kiểu chung hết, là nó làm chung từ đây sang đây luôn. Tuy nhiên á là cái phần trước nếu mà nó là cái kiểu quần tây như thế này thì cảm giác là nó lịch sự hơn rất là nhiều luôn mọi người. Và gà rất là thích những cái quần mà đằng trước nó may kiểu tây như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái túi thôi. Đầu tiên là hai cái túi ở trên này, như các bạn có thể thấy là đây hai cái túi ở hai bên, thì để mình sọt ra sọt vô. Ngoài ra ở dưới này nó sẽ có thêm hai cái túi hộp nữa nè, mọi người thấy không ta? Đó, đằng sau á, sau mông á thì sẽ có thêm hai cái túi nữa mọi người. Nói chung là đây là một cái quần đỉnh cao túi luôn. Và ở dưới này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ cái phần gấu á thì nó sẽ làm theo cái kiểu là rút dây á, tức là nếu mà mình muốn mặc suông cũng được, ví dụ mặc suông mình để vậy thôi, còn nếu mà mình muốn mặc như bạn mẫu là bạn mẫu rút cho nó bo lại một xíu. Thì bình thường á là gà hay thích mặc là kiểu bo lại một xíu hơn, tại gà cảm thấy như vậy thì cảm giác là cái chân mình ấy thì cảm giác là nó dài hơn và nó thon hơn, nên gà thích bo lại một chút. Về chất liệu á thì đây là một chiếc quần mà chất liệu của nó là vải dù, là kiểu vải dù mát mát thanh thanh luôn á, gà nghĩ là mặc lên thì sẽ rất là thoải mái. Chiếc quần này thì cực kỳ là dễ phối rồi mọi người, thì chúng ta có thể phối chung với lại là áo hai dây. Điển hình cái áo hai dây này gà mua là để phối hợp với tất cả các quần mà gà có trong video ngày hôm nay luôn á, tại vì cái haul ngày hôm nay của gà toàn bộ là quần luôn á mọi người, nên là nói chung là cái này phối được nhiều thứ, mà áo hai dây này rồi áo crop top, hoặc là các bạn có thể mặc thêm cái kiểu mà mặc thêm sweater hay là mặc thêm hoodie đồ đều sẽ rất là xinh. Tại vì đây là một cái quần mà nó vừa năng động mà nó lại kiểu màu trắng ấy, nên là cảm thấy nó còn vừa kiểu thanh nhã nữa, nên là rất là thích. Tiến tiền chung là nhìn là gà ưng luôn, không mảy may suy nghĩ luôn á mọi người, nhìn là phải nghĩ là phải mua thì liền luôn á. Tiếp theo á thì gà có một cái này, họ ghi ở đây là set áo lẫn trễ vai cộng quần dài lưng cao quyến rũ cho nữ. Tuy nhiên là lúc mà gà mua thì nó sẽ có hai piece, như các bạn có thể thấy là trên cái hình này thì nó sẽ có hai món, là một cái là áo còn một cái là quần. Tuy nhiên là lúc mà gà mua thì gà cảm thấy là cái áo nó không có hợp lý và nó cũng không cần thiết lắm, tại vì gà có rất là nhiều áo rồi, nên là gà chỉ mua cái quần thôi. Cái quần này thì nhìn các bạn cũng có thể thấy đúng không, nó là một kiểu jogger, cái vải của nó hơi dập một chút xíu. Giá bình thường không sale thì là 402.000, tuy nhiên là giá sale chỉ có 273.000 thôi. Nếu mà gà nhận cái quần ấy thì nó y chang hình luôn nên gà rất là vui. Đây mọi người thấy không, có nghĩa là ở trên hình như thế nào thì ở ngoài là y như vậy luôn này các bạn. Đó, nó cũng là cái kiểu vải dập. Nó sẽ có một cái túi, ở dưới thì cái ống của nó sẽ là một cái ống bo lại như thế này. Và ở bên này này thì sẽ ghi có một cái slogan là My Baby Made It. Rất là dễ thương đúng không? Tuy nhiên là cái eo của cái quần này thì gà thấy là hiện tại là có thể là nó sẽ bị hơi rộng với gà. Tại vì bình thường lúc mà gà mặc mấy cái quần mà nó bo chung hết vậy nè, thì thường thường lúc mà cầm lên thì cái eo nó sẽ chỉ tầm vậy thôi, xong lúc mà mặc lên thì nó giãn banh ra là vừa. Đó là kiểu vậy là vừa. Nhưng mà cái này thì gà cảm giác là có vẻ là nó hơi rộng một xíu, thì lúc mà mua cũng mua size S rồi, nhưng mà gà thấy là cái quần này kiểu như vậy thì nó rộng một xíu cũng không sao ấy. Tại vì thường thường gà hay mặc những cái quần này với lại là những cái áo hoodie dài hơn, thì nó cũng không phải cái crop top mà cần nó kích, có nghĩa là cần cái quần nó bo đúng cái khúc đó mọi người. Tại thường thường là gà hay mặc chung với mấy cái áo mà kiểu dài ở trên đó. Còn về chất liệu á thì cái quần này cảm giác là nó rất là sướng nè các bạn thấy không, ở ngoài thì nó là một cái lớp vải dập ly rất là mềm, cực kỳ mềm. Còn ở trong á thì nó là một cái lớp vải lót cũng xịn nữa. Cái lớp vải lót này thì gà xuyên qua thì gà thấy là nó không có làm cho gà bị ngứa hay là gì hết. Và cái phần lót cho túi á
thì họ cũng may rất là xịn luôn. Nói chung là đây là một cái shop mà cảm thấy bán đồ rất là được, rất là chất lượng, và kiểu họ làm đồ cũng kiểu high fashion đó, tức là họ cũng cũng rất là chú ý tới cái vấn đề thời trang của món đồ họ làm ra. Và cảm thấy là cái quần này ví dụ như mình mặc đi sân bay nè, hay là mình mặc đi thể dục, đi bộ, mấy cái kiểu mà giống như là đi chợ rồi này, nó mấy cái kiểu mà hàng ngày á, thì nó rất là tiện và nó cũng rất là thoải mái và nó cũng kiểu đẹp nữa, nên là đó, đúng không, nó lại còn vừa đẹp nữa. Nói chung là rất là thích cái quần này, vải của nó nhìn hay lắm mọi người. Tiếp thì Gà có một ở đây là một chiếc quần nhung dài lưng cao dáng ôm thiết kế trẻ trung cho nữ. Cái quần này thì giá gốc của nó là 426.000, lúc Gà mua thì nó chỉ còn 289.000 thôi. Và nó có bốn màu nha các bạn, màu nâu, màu xanh lá, màu hồng với lại màu tím. Tuy nhiên là đương nhiên là giữa cái đống màu đó thì Gà cảm thấy là màu nâu sẽ là màu hợp để mặc hàng ngày nhất, nên Gà mua màu nâu. Nếu mà nhìn trên ảnh á thì chắc là các bạn cũng hình dung được rồi, thì đây là sẽ là một cái kiểu mà nó, tức là nó sẽ may bằng hai loại vải khác nhau. Ở cái khúc đằng trước thì nó sẽ may là một cái kiểu nhung nhung, tuy nhiên là nó sẽ có một cái line ở bên cạnh là nó sẽ may bằng vải bình thường. Thì nhìn cái quần của mình nó sẽ độc đáo hơn á mọi người. Thì đây, lúc họ giao cho Gà thì họ giao đúng cái kiểu như vậy luôn, nhìn rất là thích, cực kỳ là xinh. Và Gà cầm cái quần đây, ví dụ như Gà cầm cái eo quần này thì Gà biết là chắc chắn là sẽ vừa Gà luôn. Có nghĩa là nếu mà bạn nào có cái vòng eo giống như Gà, tức là cao 1m56, nặng 42kg, eo tầm 62 á, thì các bạn nên mua size S của cái hãng này. Tại vì cái size S của hãng này làm quần Gà thấy là nó sẽ vừa lưng các bạn không cần phải bóp hay là làm gì luôn á. Đây, nhìn rất là xinh. Chất liệu này các bạn, chất liệu nhung cũng đẹp, mà chất liệu cái vải bên này cũng xinh nữa. Và những cái quần của shop này thì họ làm không có bị nặng quá, không có bị dày quá, nên là cảm thấy là mặc sẽ rất rất là thoải mái luôn. Và ở trong á thì cái quần này cái lớp lót trong của nó cũng ok nữa. Đây, cái lớp trong của nó thì rất là mịn, rất là kiểu mịn với lại là nó bóng á, cho mình dễ kiểu xuyên qua. Các bạn ví dụ như những bạn nào mà mặc quần nhung mà hay sợ nóng á thì Gà nghĩ là mặc cái này sẽ không sợ nóng đâu, tại vì nó rất là mềm và nó cũng rất là gọi là không có bị dày quá nữa, chứ không bị mỏng quá. Trong quá trình vận chuyển các bạn thì cái khúc này nó hơi nhăn một xíu, thì mình chỉ cần ủi là xong ấy. Và thế đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Và cái lưng của cái quần này khá là cao, có nghĩa là cái đáy của cái quần này nó sẽ hơi kiểu suông suông mà nó sẽ sệ một chút, nghĩa là mặc lên sẽ rất là xinh. Và cái này thì Gà thấy là ví dụ như một ngày nào đó mà mình muốn mặc kiểu crop top trắng chẳng hạn mà mình thấy nó hơi nhàm chán, thì mình có thể kết hợp chung với cái quần này, xong mình có thể mặc thêm kiểu biker jacket ở ngoài thì mình sẽ rất là ngầu. Mang thêm cái đôi boots mà cao cao thì cảm thấy là cực kỳ hợp lý. Tiếp theo là cái món cuối cùng trong video ngày hôm nay, thì đây là quần dài lưng cao phong cách retro thời trang cho nữ. Giá gốc của nó 240.000, tuy nhiên lúc mà mua thì chỉ còn 192.000 thôi. Thì đây, căn bản nó là một chiếc quần nhung bóng bóng, nhung mà kiểu nhung bóng nha, màu đen. Và cái phong của nó là cái phong kiểu vậy nè các bạn, vậy nè, nó là phong kiểu giống như là nó là kiểu đuôi cá vậy đó. Tức là cái khúc ở trên đó thì nó sẽ ôm xong khúc dưới nó hơi xòe ra đó, cái kiểu mà rất là retro, cái kiểu mà mấy thập niên trước họ rất là thích mặc á. Thì dạo này cũng thích mặc đồ theo cái kiểu đấy, nên là Gà thấy cái quần này Gà mua liền luôn. Đây là chiếc quần mà rẻ nhất luôn, và Gà cảm thấy là mặc dù rẻ vậy thôi, tuy nhiên là cái form của nó rất là xinh. Tức là cái form của nó các bạn cầm lên thì các bạn cũng thấy là nó giống hình rồi ấy. Ở phần trên thì nó bo nè, phần dưới là nó xòe ra nè, đó đó đó. Và cái này thì nó có hai lớp, tức là có một cái lớp nhung 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 ở ngoài nhé. Ngoài ra thì nó còn có một cái lớp lót ở trong, nên Gà nghĩ là mặt cũng không có bị lộ đâu. Nếu mà các bạn có mặc cho nó thật là tight vào thì các bạn chỉ cần mặc mấy cái loại quần trong nó kiểu sleeveless đó, tức là nó không có may cái đường kia rõ quá, mấy cái đường may rõ quá, thì Gà nghĩ là mặc cái quần này bo vào sẽ rất là đẹp. Cái quần này thì dễ mặc rồi, mặc chung với lại là cái gì cũng được. Nhưng bình thường là Gà sẽ thích mặc mấy cái kiểu mà crop top màu đen ở trên, tại Gà thích mặc full set đen lắm. Gà đã mặc quần đen thì chắc chắn là trên Gà sẽ mặc áo đen đó, rất là sở thích của Gà. Ok, thì video của Gà ngày hôm nay đã là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn thích video, nếu bạn thích thì nhớ like và subscribe Gà Ly TV nha. Và link của tất cả những sản phẩm mà Gà nói trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ đều để dưới description box cho mọi người tham khảo nha. Ok, thì chắc là video này Gà sẽ lên tầm đầu năm 2021. Thì Gà chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ và phát tài phát lộc nha. Ok, bye bye.
mọi người.